Nào Diệu Linh lên đây chia sẻ nào. Diệu Linh, thầy khen Diệu Linh suốt mà xong cô Mai khen suốt nhá, Diệu Linh nhá. Con Diệu Hồn, học cho tử tế vào. Nào Diệu Linh ơi, mình chia sẻ một ngày bên mình học thì anh như thế nào? Bạn Diệu Linh là một thành viên trong khóa Easy của thầy nhé. Thì Diệu Linh chia sẻ một ngày mình học thì anh như thế nào để các bạn tham khảo được không? Dạ, một ngày thì con học khoảng tầm 30 phút là con nghe xong rồi con sẽ tập đọc theo thầy. Và sau đó con nghe và trả lời đúng không? Thế bây giờ con còn học theo cái kiểu và ngồi nghĩ ra câu trả lời rồi giới thiệu về bản thân, giới thiệu về gia đình nữa không? Không. Ừ, và con thấy là bây giờ con nếu con giới thiệu về bản thân gia đình có thấy nó dễ hơn ngày xưa không? Dễ hơn. Bây giờ con nghe tiếng Anh con cảm thấy sợ không? Không. Và thầy thì thầy thấy tiếng Anh của con khá rồi nhưng thôi, con có muốn thầy kiểm tra con trên này không? Tùy con thôi. Con đang học bài nào rồi? Dạ, con đang học bài Going to the Zoo của thì quá khứ. Thế con học lâu chưa? Khoảng được 1 tuần rồi thầy. À, 1 tuần rồi. Con chuyển bài ý, con đăng bài lên trả bài thầy chưa? Dạ rồi. Thế thì con thử đọc xong hôm nay thầy kiểm tra con luôn trên này nhé. Thì kia thì chắc là ok hết rồi đúng không? Thôi con đọc cái này thì hiện tại đơn đi để xem kiểm tra lại phát âm con. Going to the zoo. She goes to the zoo. She sees a lion. The lion roars. She sees an elephant. The elephant has a long trunk. She sees a turtle. The turtle is slow. She sees a rabbit. The rabbit has soft fur. She sees a gorilla. The gorilla is eating a banana. Rồi hay quá Linh ơi, rồi thầy nín thở nghe con đọc đây nào. Thế bây giờ thầy hỏi con nhá, where does she go? She goes to the zoo. Does she go to the market? No, she doesn't. She doesn't go to the market. She goes to the zoo. Now, what does the elephant have? The elephant has a long trunk. Bây giờ khi mà thầy hỏi con vậy hoặc là ấy thì con có cần phải suy nghĩ gì về ngữ pháp hay là về 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 tiếng Việt không? Con dịch sang tiếng Việt khi con nói không? Không. Rất tuyệt vời. Con cũng không nhận ra điều đó đúng không? Như thầy và các Dạ. cô chú ở đây toàn cứ phải ngồi nghĩ về ngữ pháp đấy. À rồi thì nghĩ về tiếng Việt trước đấy. Trần Bảo đã thấy vấn đề ở đây chưa? Nhìn thấy bạn trẻ con đây thầy chả phải là sắp xếp gì mà thầy chả phải lên đề câu khóa học của các bạn hay gì đâu. Thế chị Hòa này, rồi thì anh Đạt này, nếu con đang ở đây thì để ý bé Diệu Linh đấy, thì chúng ta cũng làm như vậy. Đầu tiên chúng ta học trước đi thì sau thì con học theo, thế là được rồi. Còn Diệu Linh hình như học một mình, mẹ có học không đấy con? Dạ có. Chứ mẹ mà không học thì báo thầy nhá, thì thầy sẽ bắt mẹ Dạ. viết bản kiểm điểm, sau đó thì Linh phải ký vào xong thì gửi cho thầy được không? Không dám à. Cố gắng lên con nhá. Mình sang phần mới thì đang học về thì quá khứ, thì đấy chắc là lần đầu tiên con dùng thì quá khứ trong đời đấy, thì cứ học hồn nhiên như vậy nhá, và mọi thứ rất tốt như vậy nhá. Thì thầy nhớ là hôm thầy ngồi cùng Linh chắc phải 2 tuần rồi, 3 tuần rồi nhỉ. Xong thì hôm trước thì cô Mai khen con rất nhiều, con phải cố gắng nhá. Sau này thì Linh muốn làm gì ở trong tương lai? Không biết. Con có mơ ước sau này làm gì không? Sau này thì mới biết được thầy. Không biết là sau này con có thích làm thầy giáo không, làm cô giáo Con giúp được ai thì giúp đấy chứ. không? Ừ, nhưng mà nếu mà mình làm một số việc là có thể giúp được nhiều người hơn kia. Rồi, suy nghĩ đi, biết đâu sau này con đi dạy tiếng Anh sao? Mà sau này nếu mà con có dạy tiếng Anh thì nhớ lời thầy ngày hôm nay nha, nếu còn nhớ được nhé. Con không phải dạy người khác làm gì cả. Con hãy kể cái câu chuyện của mình học tiếng Anh ngày hôm nay này. Trước đấy con học tiếng Anh khó khăn như thế nào, hôm nay con học tiếng Anh dễ như thế nào. Kể đúng câu chuyện ý. Con luyện tập như nào thì hướng dẫn mọi người giống như thầy đang làm với con bây giờ. Được không Linh? Dạ. Và đấy là một nghề rất tuyệt vời bạn nhé.
Rồi cứ tiếp tục đi Linh nhá. Thầy cảm ơn nhá. Sorry mẹ nhá, hôm nay không định gọi bé lên đâu nhưng cười tươi quá. Dạ, cảm ơn hai mẹ con nhá, thì xong thầy lại gặp lại tiếp.